Sau khi chọc thủng phòng tuyến đầu tiên của Nga, quân đội Ukraine đang nỗ lực làm hao mòn các lực lượng phòng ngự của Nga để hy vọng có thể đạt được bước ngoặt lớn. Trong cuộc phản công đã bước sang tháng thứ tư, Ukraine vẫn đang tìm cách xuyên thủng tuyến phòng thủ của Nga. Tuy nhiên, nếu Ukraine muốn đạt được bước tiến lớn, chứ không chỉ giành lại quyền kiểm soát một số ngôi làng hoặc tiến được vài trăm mét mỗi ngày, Kiev phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới có hy vọng đẩy lùi quân đội Nga ra khỏi lãnh thổ. Để làm được điều này, Ukraine phải khiến các lực lượng Nga rút khỏi các công sự kiên cố, được biết đến với tên gọi phòng tuyến Surovikin, cắt đứt nguồn tiếp tế và quân tiếp viện của Nga. Quân đội Ukraine đã xâm nhập được tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga ở miền Nam, nhưng hiện tại thì các lực lượng Nga vẫn chưa bị lung lay. Đầu tháng 9, Ukraine cho biết các lực lượng của Kiev hiện đang ở giữa lớp phòng tuyến thứ nhất và thứ hai quanh thị trấn Robotai. Sau khi chọc thủng phòng tuyến đầu của Nga, Ukraine đã đưa ra kế hoạch nhằm giành lại Crimea, tập trung vào 3 nhiệm vụ chính, bao gồm tấn công các mục tiêu quân sự của đối phương. Trong khi đó, thì quân đội Nga tiếp tục thiết lập các hệ thống chiến hào phức tạp, được gài vô số quả mìn và được pháo binh và trực thăng tấn công hỗ trợ. Tuyến phòng thủ vững chãi đã gây ra tổn thất nặng nề cho các lữ đoàn tấn công Ukraine. Business Insider dẫn báo cáo của Russia chỉ ra rằng yếu tố quan trọng và khó nắm bắt nhất là đánh giá sức mạnh của đơn vị của quân đội Nga. Hệ thống phòng thủ của Nga ở Ukraine có thể bị mỏng đi và Ukraine có cơ hội tiến lên phía trước, nhưng không chắc chắn là thời điểm nào.